Chào mọi người. Hôm nay điện máy Hưng Quyết sẽ giới thiệu tới mọi người hướng dẫn cách bật tắt đèn LED của dòng camera nội địa. Thì theo yêu cầu của nhiều bạn hỏi và nhờ làm video hướng dẫn, thì đầu tiên sau khi khởi tạo camera xong, chúng ta sẽ cần phải đăng nhập vào camera với mật khẩu vừa được khởi tạo. Đấy, thì với dòng nội địa thì các bạn là tiếng Trung Quốc, chúng bạn sẽ sử dụng công cụ dịch sang tiếng Việt cho dễ thao tác. Đấy, chúng ta vào phần này. Đấy, chúng ta vào mục là chế độ ngày đêm. Các bạn quan tâm đến mục thuộc tính máy ảnh này. Chế độ ngày đêm. Chế độ ngày đêm là màu sắc này. Đấy. Màu sắc tức là ban đêm nó sẽ có màu. Đấy. Khi mà để đầu tiên các bạn muốn bật chế độ đèn thì các bạn để chế độ màu sắc này, chọn muốn lắp đầy ánh sáng thì chế độ là ánh sáng trắng. Đấy, đúng không? Còn nếu mà chúng ta muốn tắt đèn LED thì chúng ta sẽ để sẽ là chế độ hồng ngoại, thì tự nhiên là hai cái đèn LED ở trên cam thì nó sẽ khi đêm nó sẽ tắt và hai cái đèn hồng ngoại nó sẽ được bật lên. Đây, ánh sáng trắng các bạn. Ánh sáng trắng nhé, để là ban đêm có màu nhé. Sau khi đã cài đặt xong thì chúng ta sẽ bấm vào chắc chắn. Bây giờ tôi sẽ test thử. Tôi sẽ che kín ống kính đi. Đó, các bạn nhìn thấy rồi, tôi đã che kín. Bây giờ đã có một chút màu, tức là cái đèn LED của nó đã được cam đã được bật lên. Đấy. Đây. Đây, cái đèn đây. Tất nhiên là tôi đang test thử ban trong ban ngày thì cái bạn sẽ không hình dung rõ được. Đây các bạn nhìn tay rồi, có đèn rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, và các bạn mua hàng vui lòng liên hệ theo số Zalo đang hiển thị ở trên màn hình. Xin cảm ơn các bạn.